Rồi, xin chào quý anh em yêu mến các bộ sai. Thì sáng nay mình lên quý anh em một cái cây trực hòn rất là duyên, nó nằm chậu 60. Chiều cao của nó khá khiêm tốn, 40 thôi anh em. Chiều tàn của nó khoảng 50. À, xương nó này quý anh em. Xương dâm nó ha. To bằng ngón tay mình, lớn hơn ngón tay mình chút, bự hơn ngón tay mình chút. Mà nó rất là dè luôn ha, anh em coi cái độ dè của nó. Dè như trái kè luôn, rút đọt luôn. Dè luôn. Cây này là cây hải châu lé rí nha quý anh em. Rất là đẹp. Dòng này là hàng đảo cho quý anh em luôn. Bao hàng đảo chuẩn cho quý anh em luôn. Nó hoa là giờ hoa đầu mùa của nó, nhưng mà nó ra rất là sai. Cành nào hầu như thì nó là nhú nhú hoa ra. Thì cái này dịch chuyển đi thì hoa như thế này mà giao dịch với quý anh em là mình không giao lưu cho quý anh em. Bởi vì là giao lưu về quý anh em là nó sẽ bị rụng hoa hết. Nghĩa là chuyển đi quá trình chuyển đi rụng hoa hết nè. Anh em coi nó chuẩn bị nó nở nè. Đây, cái màu trắng trong đây. Đây quý anh em. Màu trắng là chuẩn bị nở. Nở nó sẽ đậu những cái quả trên đầu thì mới dịch chuyển đi được. Chứ không có thể nào mà chúng ta mà muốn chơi mà trái này mà nó nở hoa rồi mà dịch chuyển như quý anh em mình là hỏng hết. Anh em không có cái chơi, bởi vì đóng trong thùng thì vận chuyển đi thì nó thiếu ánh mặt trời, hoặc là nó hầm hơi chẳng hạn, rồi cái hoa của nó gọi là giống như là nó gặp môi trường lạ với nha, nó không phát triển hoa nữa, nó cầm lại chẳng hạn đó, thì nó hư, hoặc là nó bị ẩm quá, hoặc là nó nóng quá, trong thùng nó hơi hầm hầm á, lé rồi nó không sao, nhưng mà hoa thì nó ảnh hưởng quá nè. Có nhiều anh em trước chuyển thì bị ảnh hưởng 1-2 lần nên thôi. Thì bữa nay mình giao dịch thì cứ alo, thích thì alo. Mà mấy cây có hoa có quẻ giá nó cao hơn mức bình thường nhiều quá nè, 1 vài triệu. Tác phẩm rất là đẹp quá nè. Đáng giờ cho quý anh em sưu tập. Bây giờ mình để hết nè, mình ấy không, cái phòng nó chứ nó ôm bó xét quyền của nó luôn. Đấy, mình để, nếu mình đây mình đang quay ngoài vườn không có rinh vô phòng mình quay, cho nếu rinh vô phòng mình quay thì nó nhìn nó phê lắm. Góc rất là rõ, máy quá nè, bự lắm, bự hơn cổ tay của mình luôn. Trên này thì bằng nửa bằng cổ tay mình, dưới đây bự hơn cổ tay mình, còn thon tên này lớn hơn ngón tay cái anh em mình luôn. Anh em mình hiểu là dè rồi, giờ nó hết lớn rồi, nghĩa là cái này cho nó xương nó lớn rồi, chứ còn giờ tay cành nó hầu như là hết lớn lâu lắm quý nè, lâu lớn. Cái nào nhân chậu 60 đế rồi là có hết nha quý nè, đế nè, rễ nó cái rêu này nó bám nó ôm chứ đế nó có đầy đủ hết. Dạ yeah. À, cảm ơn quý em nha, em alo giao lưu cho mình. Số điện thoại 093 241 1987. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.